Xin chào các bác nhé. Như tiêu đề em đã ghi ở trên cái đầu video, đó là cái bộ dàn này thì em xin phép được bán giao lưu với tất cả các bác và anh em về chơi như một loa vi tính trên máy tính có cổng 3.5 các bác nhé, với mức giá cực kỳ là rẻ luôn. Để bộ dàn này thì hình thức của nó không được tuyệt vời, nó có một số vị trí nó chưa được đẹp lắm ở phía sau, thì em cũng để cái mức giá rất ưu đãi cho các bác với chỉ 780.000 miễn phí ship toàn quốc đến tận tay các bác luôn. Đấy các bác chú ý nhé, một đơn là với các đơn hàng anh em mua hàng chuyển khoản đủ, còn nếu như anh em chuyển cọc vui lòng cọc trước là 300.000. tuy nhiên thì tất cả các đơn hàng chuyển cọc ở bên Trung Kiên Audio thì các bác vui lòng thanh toán tiền phí ship với nhân viên giao hàng đó. Và với mức giá này thì anh em mua là sẽ có cho bên em là một cái đầu mi ở giữa và hai loa hai bên, giá chưa kèm phụ kiện các bác nhé. Thế còn nếu như anh em nào mà muốn mua luôn các cái phụ kiện kèm theo để nâng cao cái chất lượng trải nghiệm thì anh em sẽ lấy thêm cho em là một chiếc điều khiển để anh em có thể chỉnh được bát check ở tại dàn nhé, tại điều khiển đấy nhé. Và thêm nữa là một chiếc ngoài điều khiển ra thì thêm một cái bộ đổi nguồn nữa. Cái bộ đổi nguồn thì để cho anh em chuyển lên điện 100, và kế nữa là một cái dây 3.5 như này để anh em kết nối với cái điện thoại hoặc kết nối máy tính nhé. Đấy là các cái phụ kiện mà kèm theo mà không thể thiếu được của dàn. Đấy, thế còn cái mức giá mà em vừa mới nói thì là nó sẽ chưa kèm phụ kiện là 780.000 chưa kèm. Còn nếu mà anh em lấy cả phụ kiện thì tổng giá đến tay anh em miễn phí ship luôn là 980.000 các bác nhé. Đấy thì các bác tùy anh em mua theo hình thức nào cũng được. Bây giờ thì em xin phép được là quay sơ bộ cái hình thức của cái bộ dàn này để cho tất cả các bác và quý vị anh chị mình cùng ngắm nhìn luôn nhá. Thì cũng nói luôn đến các bác cái bộ này nó không được đẹp lắm, cho nên là mức giá để cực rẻ. Chứ những bộ như này thì anh em trên thị trường cũng như anh em đang bán thì em đang thấy là anh em đang bán với mức giá là với mức giá của nó là 1.3 triệu đấy anh em nhé. Thì anh em cứ tham khảo cái mã như này xem có đúng không. Thế còn dàn này nó xấu thì em bán rẻ để cho anh em cùng chơi. Rồi bây giờ thì em sẽ quay hình thức cho các bác cùng xem luôn nhé. Đấy, hình thức của bộ dàn đây thì đầu tiên em quay cái mặt trước của nó cho anh em nhìn. Mặt trước của dàn thì với tông màu là màu vàng, nhìn khá là đẹp, loa gân vải anh em nhé. Thì em quay gần các bác nhìn luôn, mặt trước rất là đẹp luôn, không có ảnh hưởng gì cả. Đấy. Đấy, mặt trước là ok các bác nhé. Rồi, mặt trên của dàn. Đây. Mặt trên. Đây chỗ này nó bị ở một vết cấn ở đây các bác nhé. Đấy. Nó hơi xấu ở phía trên nóc của loa. Rồi. Ngoài vị trí cấn ra thì các phần còn lại tương đối là đẹp. Và phía sau loa đây, em quay luôn phía sau. Đây phía sau loa này các bác nhé. Đấy. Rồi, phía sau loa bên này. Đấy. Những cái vết như này là vết em gắn cái keo vào để nhìn nó bị đây nó có một cái vết nứt đây này. Thì gắn keo nứt ở cái gờ ngoài nhé, em gắn keo vào đấy. Bộ này thì sẽ chơi hay trong không gian phòng khoảng độ 40m² trở lại các bác nhé. Đấy. Và có các chức năng chỉnh bát check ở tại cái điều khiển đây này. Đây, em sẽ đánh dấu, em sẽ khi nào em giao được bác mà các bác muốn điều khiển em sẽ đánh dấu các cái nút cần thiết để anh em có thể chỉnh được nhé. Và ngoài ra có chỉnh âm lượng trên điều khiển luôn, cũng như tắt bật nguồn ở trên điều khiển luôn các bác nhé, rất là tiện lợi luôn. Hiện tại thì cái mạng em không hiểu vì sao nó lại đang em định test cái nhạc luôn các bác, nhưng mà nó lại đang bị mất mạng. Đấy. Nó lại chưa test được nhạc rồi. Tự nhiên vừa rồi nó mất điện cho nên là em đang test nó bị mất điện, thế là nó bị mất mạng luôn. Mặc dù là wifi vẫn báo có này nhưng mà sao lại mất không biết. Đấy. Vẫn chưa loát được rồi. Đây. À đây rồi, may quá đây rồi. Có mạng đây rồi. Rồi ok các bác nhé, em sẽ test một cái bản nhạc. À em sẽ test nhạc remix trước nhé. Vì cái bộ này nó chơi remix rất là tốt luôn. Hey.
ok anh em nhé, em sẽ test sơ bộ thôi. Nói chung bộ này sẽ chơi rất hay, tính bát rất là tốt và đặc biệt có chỉnh bát chắc trên máy luôn, à trên điều khiển luôn đây các bác nhá. Đây bát chắc này, anh em tăng giảm lên xuống này nhá, đấy tăng giảm lên xuống được và chỉnh xuôi bát ở nút góc này này. Đây ES bát là nút xuôi bát nhá, đấy rồi tăng giảm âm lượng ở đây đấy. À đây là nút cộng trừ bát chắc luôn, nó kết hợp cả nút tăng giảm âm lượng lên luôn. Đấy, em thoát ở cái chỗ bát chắc thì sẽ tăng giảm âm lượng trên này nhé. Đấy. Dàn này mặt trước nhìn nó cũng khá là đẹp luôn, không vấn đề gì cả. Ok anh em nhé, còn cái căng của nó thì con này nó luôn nó bị gãy chân này này. Cho nên là thôi giá đấy em coi như là cũng không tính cái căng rồi đấy anh em nhé. Và vẫn cho anh em cái căng này anh em chế cháo, anh em giặt giũ sạch sẽ anh em chế cháo nhé. Để cho nó bảo vệ loa hơn. Đấy. Cái căng nó bị gãy chân mới rồi, một bên thì vẫn đẹp nhé. Đấy vẫn ok. Cái này bị gãy rồi. Đấy. Anh em về độ chế giáo là tùy anh em nhé. Rồi như giá nói ở cái đầu video ấy, nếu anh em lấy đầu máy và hai loa thôi không lấy phụ kiện thì là 780.000 miễn phí ship. Còn anh em lấy phụ kiện đổi nguồn, điều khiển, dây giáp các thứ thì tổng là 980.000 anh em nhé. Đấy, thì tùy anh em cân nhắc lấy nào hợp lý anh em chốt thôi. Có điều khiển anh em sẽ chỉnh được bát chắc nhé, còn không có điều khiển anh em chỉ chỉnh suốt bát thôi. Anh không chỉnh được chắc. Rồi bác nào chốt cái bộ dàn này thì nhắn tin cho em qua số Zalo 0975 575262 các bác nhé. Rồi xin kính chào tất cả các bác và anh em.